Wow, yêu. Wow, đố các bạn biết tớ đang ở đâu đây? Có bạn nào đoán ra được không? Tớ đang ở trong vườn dâu đấy. Đây, đây là cây dâu nhá mọi người ơi. Thế đây còn... cả cây dâu tây đấy. Đúng rồi, hoa của cây dâu đây này. Đây, đây chính là những bông hoa của cây dâu này các bạn ơi. Có bạn nào thích ăn dâu tây không? Đây này, trái dâu tây này, đỏ chín mọng rồi đây này các bạn ơi. Đây bao dâu tây luôn các bạn ơi. Đấy. Toàn quả chín thôi đây này. Nhiều lắm. Đấy, bình đây. Thường á, nếu như mà ở Hà Nội ấy, mà được ăn dâu tây như thế này là hơi bị hiếm đấy. Chào, ôi chào, chào ơi. Quả này chín mọng luôn. Ui, đây này. Quả này to nhỉ. Đây này. Tớ hái quả này nhá. Để tớ dẫn cậu hái nha. Cậu hái cậu phải bấm vào ở phía trên này một chút này. Đấy. À, thế nào phải hái như này đúng không? Chứ không được hái sát quả dâu như này à? Đúng rồi. Một quả dâu tây ngon chưa? Chúng mình hái sẽ cách ra một đoạn như này nha mọi người ơi. Một gốc tây như này này. Ui, nhìn, cậu nhìn đằng sau cậu kìa. Bao nhiêu dâu to luôn nhá. Wow, ừ nhiều dâu kia này. Quả này cũng to này. Ui, quả này chín rồi đấy. Để tớ hái quả này nhá. Này, được một quả, thế là mình hái được 4 quả rồi này. Ồ, đây là cậu ơi, cả một hàng này toàn dâu này, bên kia cũng nhiều kìa. Ôi Trang ơi, tớ nhìn thấy hình như ở kia có một quả dâu tây nó chạy kìa. Nó chạy dưới gầm kìa. Ui, sao lại có quả dâu tây, nó lại có chân, có tay, xong lại còn có mắt nữa cậu ơi. Ui, hay là mình ra mình bắt cái quả ấy đi cậu ơi. Ừ, đi mình thì ra xem quả này là nó như thế nào. Đi. Quả dâu tây này ngon chưa Kim ơi? Dâu tây đây này đi cậu ơi. Kim ơi ra đây giúp tớ bắt con dâu tây này nè Kim ơi. Rồi đây rồi, đây rồi cậu ơi. Quả dâu tây này không chạy được rồi nhá. Một người chặn trước, một người chặn sau á, làm sao mà chạy được. Đây là quả dâu tây khổng lồ đây, đây này. Bây giờ mình sẽ bắt quả dâu tây này, quả này này, một quả này to bằng mấy quả kia cơ. Ừ, phải bắt được quả này thì ăn mới ngon nữa cậu ơi. Ui nào. Quả dâu tây nó lại khóc này cậu ơi. Nhìn trông thương thế. Hay là thôi mình bắt quả dâu tây thôi. Ờ thôi thế thì mình tha cho bạn này. Mình đi mình hái mấy cái quả dâu ở vườn này này. Thôi, cậu hái được nhiều dâu chứ không? Tớ cũng hái được nhiều phết rồi đấy. Ui, kìa. Tớ nhìn thấy có một quả dâu nó đang ngủ kìa nhím ơi. Ui, đây này Trang ơi, cậu nhìn đây. Ui, sao dâu tây lại nằm ngủ như thế này nhỉ? Bạn này chắc là tối hôm qua bạn ấy xem phim muộn đấy, đây các bạn ơi. Đây này, đấy, đang nằm ngủ đây này. À, chắc có khi là bạn ấy xem phim hoạt hình muộn cho nên là đến sáng rồi, 8 giờ rồi mà bạn vẫn chưa dậy này các bạn ơi. Thế mình có hái cái bạn này không? Thôi, bạn dâu tây này, bạn đang ngủ. Kệ bạn ấy đi, mình đi hái cho bạn khác đi. Ờ đi. Ui, đằng sau cậu kìa nhím ơi. Ui. Sao lại có một quả nó đang khóc nhè này nhỉ? Quả này cũng to này cậu ơi. Quả này chắc là hái rồi đấy. Nhưng mà bạn dâu tây này đang không nhè này các bạn ơi. Ừ, bạn dâu tây này có khi là nhìn thấy cậu sợ ấy. Chắc là sợ, sợ bị cậu hái đấy. Sao cậu đang không nhè này? Tớ đã hái cậu đâu mà cậu đã không nhè. Ui, bạn dâu bạn ấy bảo là bạn ấy còn bé thế nên là chưa hái được. Thế nên là bạn ấy sợ mình hái, bạn ấy cũng nhè đấy. Ui trời ơi. Thôi rồi, thế thì tớ sẽ không hái nữa. Tớ đi tìm quả to hơn rồi hái nha. Nhục, quá nhục. Ui, nhím ơi, tớ lại phát hiện ra có một bạn đang... Bạn này sao lại cứ nằm cười này? Hay là bạn nhìn thấy bọn mình ấy, bạn ấy cười đấy. À tớ biết rồi, những bạn nào cười ấy là những bạn sẽ cho mình hái đấy. Bởi vì bạn ấy chín rồi là bạn ấy sẽ cười đấy. Ừ, thế thì tớ hái bạn này nhá. Ờ được rồi, cậu hái cái cậu đấy vào, giỏ đi. Bây giờ tớ sẽ hái bạn này xuống nhá cậu nhá. Đấy. Ten, được rồi đây này. Đấy, thế nên là mình hái được rất nhiều dâu tây rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử mấy bạn dâu tây này xem có ngon không nhá mọi người ơi. Xem là chua hay là ngọt nhá. Chua hay ngọt? Ừ. Ngọt lắm cậu ơi. Wow, dâu mà to thế này cơ mà. Ăn thơm, ngon. Ăn tươi thế này mới ngon này. Ui, đâu, cậu cho tớ một quả cho nào. Wow, lắm, cậu ơi. Các bạn ơi, để mình sẽ ăn cho nào. Dâu này ăn ngọt đấy các bạn ạ. Nó không chua như dâu ở nhà cậu nhỉ? Ừ, không chưa tớ ăn cho dâu ở nhà ở siêu thị nhưng mà chua lắm cậu ạ. Các bạn nhà mình ơi, đố các bạn biết đây là cây gì?
Ấy, có bạn nào biết đó, có bạn nào đã đoán ra được đây là cây gì chưa? Đây á, là cây cà chua đấy. Đây là cây con nhá. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn ra chỗ cái cây cà chua lớn nhá. Ở đấy á, có rất nhiều các quả cà chua luôn. Ờ, quả màu đỏ này gọi là cà chua cherry đỏ đấy các bạn. À. Quả này là bình thường mình vẫn hay ăn ở các nhà hàng đấy này. À, mấy ở siêu thị người ta bán nhiều lắm cậu ơi. Hóa ra là người ta hái từ cái cây này ra. Đúng rồi đấy. Ui, cái chùm này to khổng lồ chưa nhím ơi. Ui, quả đấy to thật đấy. Tớ sẽ ăn hết cả chùm này. Ô này 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 này, không được ăn đâu. À, không được ăn à? Ở đây là mình chỉ được vào xem ở tại vườn thôi. Còn nếu cậu muốn ăn thì cậu phải vặt ra xong cậu thanh toán xong thì mới được ăn. À, phải thanh toán xong mới được ăn à? Ơi, cậu có thể ăn cái món này không? Đây là món gì đấy? Đây à, là món dâu tây dầm đấy. Dâu tây dầm á? À? Ừ, dầm muối. Tớ ăn rồi, cái này ăn ngon lắm. Hay còn gọi là dâu tây lắc cậu ơi. Đâu cho tớ quả nữa xem nào. Tớ không cho đâu, tớ chỉ cho cậu một quả thôi. Ơ, sao con chó ở đâu ấy nhỉ? Chó đẹp đâu ấy? Thế, để tớ ra tớ bắt nó. Ui, anh Trang đang đuổi con chó để lại. Thế là để lại dâu tây cho mình như này. Xin mãi trả được, tự nhiên có con chó thấy qua. Thế là được. Ui, cái con chó này chạy nhanh quá, nhím ơi, nhím ơi. Ui, nhím ơi, đừng có ăn nữa. Ô, sao cậu ăn hết dâu tây của tớ rồi à? Ra phụ giúp tớ bắt con chó đi. Ôi giời ơi, bắt con chó làm gì, cậu thích chó thế cơ à? Ui, cái con chó nó đẹp thế cơ mà. Bắt về nhà nuôi cậu ạ. Sao lại bắt về nhà nuôi được, chó ở công viên là chó của người ta thả ra cho nó đi chơi loang quang đấy. Chứ bắt làm sao được, cậu thích chó đến thế, tớ dẫn cậu đi một nơi. Ở đấy á, toàn chó đẹp, là chó đẹp rồi, chó đẹp kinh khủng luôn mà chó thân thiện lắm, chó không chạy thế này đâu, chó ngồi chơi với mình cơ, đi không? Đã. Đi. Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đến trang trại chó nha, đi thôi. Đi thôi. Ui, wow, đây á cậu ơi. Đúng rồi, ở đây có nhiều chó lắm. À, ở đây có nhiều chó à? Ở đây là trang trại chó Puppy Farm đây. Ở đây có bao nhiêu loại chó luôn, cậu thích loại nào vào chơi cái loại đấy cũng được luôn, đi vào đây. Các bạn ơi, một bạn chó này to chưa? Bạn chó này là giống gì ấy nhỉ? Tớ cũng không biết được. Alaska. Không phải đâu. Không phải à? Ui, nhìn bạn ý trông đẹp chưa? Ui, bạn này to mà các đấy. Bạn này rất là thân thiện và hiền lành luôn mọi người ơi. Các bạn vào đây có thể sờ các bạn ấy thoải mái luôn như thế này này. Không bao giờ sợ bạn ấy cắn đâu. Hôm nay như thế này này, các bạn ơi, nhìn bạn chó trắng này có đẹp không? Đến đây các bạn còn được chụp ảnh với các bạn chó nữa nha. Đây này, bây giờ mình sẽ ra chụp ảnh với hai bạn chó này nhá. Một bạn chó màu trắng và một bạn chó màu nâu. Ôi, bạn chó màu trắng lại nhảy xuống rồi. Ngồi lên đây nào, chụp ảnh cùng mình nào các bạn ơi. Đấy, Nhím ơi, chụp cho tớ một kiểu ảnh xem nào. Đây, cậu ngồi yên nhá. Các bạn chó này đang ăn đồ riêng của bạn ý đấy Nhím ạ. Đây, các bạn thấy hấu ăn chưa này, bâu hết vào đây rồi các bạn ơi. Đấy, đây, các bạn không được tự ý cho các bạn đấy. Chó ăn đâu. Đấy, bạn chó đang nhảy lên để ăn thức ăn này. Các bạn chó này đều có đồ ăn riêng đấy. Bạn chó rất có ý đâu ấy. Bạn ấy bảo là nhà của bạn ấy ở trong này. Ui, bạn chó này to khổng lồ này. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bạn chó nào mà to khổng lồ như này chưa? À, bạn ấy đi uống nước rồi. Bạn ấy khát nước, bạn